Xin chào, chúng ta sẽ học tiếng Việt chủ đề nhà hàng. Đầu tiên, hãy học một số từ mới. Vừa, vừa. Lĩnh, lĩnh lương. Lĩnh, lĩnh lương. Tháng lương đầu tiên, tháng lương đầu tiên. Đi ăn trưa, đi ăn trưa. Hoa quả. Tuyệt vời, tuyệt vời. Như, như là. Chọn, chọn. Có, có. Địa điểm, địa điểm. Món ăn, món ăn. Đồ biển, đồ biển. Bây giờ hãy cùng đọc và nghe hội thoại giữa Lan và Hoa. Lan à, hôm nay tớ vừa lĩnh tháng lương đầu tiên. Chúng mình đi ăn trưa nhé. Tuyệt vời, chúc mừng cậu nhé. Ừ, cậu chọn địa điểm đi. Ra nhà hàng Chen nhé. Ở đó có rất nhiều món ăn ngon. Ở đó có đồ biển không? Ở nhà hàng này, tôm, cua, cá, lươn, ếch đều có cả. Thế có các món như gà nướng, chim quay không? Có chứ. Lát đến đó, cậu sẽ biết. Lan à, hôm nay tớ vừa lĩnh tháng lương đầu tiên. Chúng mình đi ăn trưa nhé. Tuyệt vời, chúc mừng cậu nhé. Ừ, cậu chọn địa điểm đi. Ra nhà hàng Sen nhé. Ở đó có rất nhiều món ăn ngon. Ở đó có đồ biển không? Ở nhà hàng này, tôm, cua, cá, lươn, ếch đều có cả. Thế có các món như gà nướng, chim quay không? Có chứ, lát đến đó cậu sẽ biết. Hôm nay chúng ta sẽ học cụm từ đều có cả. Đều có cả đứng ở cuối câu, thể hiện tất cả mọi thứ được nêu phía trước cụm từ này đều có. Bây giờ, hãy sử dụng đều có cả để luyện tập. Nhà bạn có chó, mèo, gà không? Nhà tôi chó, mèo, gà đều có cả. Phòng của anh có tivi, máy tính, tủ lạnh không? Phòng của tôi tivi, máy tính, tủ lạnh đều có cả. Đó là toàn bộ bài học hôm nay. Tôi hy vọng bạn sẽ thích. Đừng quên theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều video mới. Cảm ơn và hẹn gặp lại!